Rồi, Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Du Bơm Nước. Thì Thiện cũng lên liên tục 2-3 ngày này, thì bà con cũng ủng hộ rất nhiều. Hôm nay Thiện sẽ độc quyền lên lô hàng là đồ phụ tùng cho bà con. Đó, hôm nay lên cũng rất là nhiều. Đó, có cưa, có bơm nước lấy phụ tùng này nọ rất là nhiều. Thì bà con thấy những cái mặt hàng nào thì bà con ủng hộ cho Thiện nha. Đó, có rất là nhiều đồ vàng, áo vàng, đồ bình này nọ cũng rất là nhiều luôn. Thì một lần lên kênh đó, thì bà con đều ủng hộ cho bên cửa hàng. Thì hàng này đã đóng thùng shop hết rồi, chuẩn bị là bưu điện sẽ bốc đó, cho anh về anh ở Sài Gòn nha. Đó, cho nên chút nữa là bưu điện mới ra. Thì hôm nay là Thiện cũng lên một ít. Thì ngày mốt đây Thiện mới đổ hàng cắt cỏ mấy cưa về cho bà con. Thì hôm nay Thiện cũng ráng lên cho bà con những cái món đồ phụ tùng trước đi. Tại vì Thiện mới giờ là 2 tấn rưỡi đưa hàng phụ tùng đó. Thì cũng thanh thủ soạn ra cho bà con, cần những cái gì lấy thì lấy, còn không cần những cái nào mà không cần thì Thiện bán phế liệu nha. Đó, cho nên bây giờ đồ trong những cái đống hàng này rất là nhiều đồ. Bộ e, bộ giật hay là bất cứ cái gì nó cũng rất là nhiều. Thiện cứ soạn bắt lớp, Thiện soạn bán được cái nào bán, là cái nào bán không được hất qua bên để hất bên trong nó ra. Đó, để mà kiếm những cái mặt hàng nào đó bà con cần thiết nha. Đó thì bà con cũng rõ rồi. Thì bên cửa hàng của Thiện là buôn bán là Thiện sẽ ship toàn quốc hết cho bà con. Đó, chỉ là Thiện không bao phí vận chuyển. Đó, Thiện sẽ không bao phí vận chuyển. Đó, cho nên là phí vận chuyển là chỉ có 5.500 một ký. Cho dù bà con lấy có 1 ký đi nữa nó cũng là 30.000. Mà 5 ký là 30.000. Đó, và 6 ký thì nó lên 35.000. Cho nên rất rẻ. Thì bà con nào mua phụ tùng á, thì nhiều lúc á, bà con mua con máy nào đó hay là mua 2-3 lô mình bỏ vô đổ tốn tiền cước mất hết 30.000 nha. Đó thì bà con thấy những cái mặt hàng Thiện sẽ đổi một cái giá cho bà con. Thì bây giờ Thiện sẽ đi từng lớp từng khu cho bà con luôn. Đó, cho bà con, cho anh cái anh thợ anh dẹp vô bớt, bây giờ nhiều lắm nha. Đó, Thiện sẽ bán một giá siêu mềm luôn cho bà con. Đó thì bây giờ Thiện sẽ vô đầu tiên cho bà con nè. Đó thì bây giờ là Thiện sẽ vô từng lô. Ngày hôm nay là bữa Thiện đi là tới bơi rồi. Ngày hôm nay Thiện sẽ đi là sơi nha. Đó, hôm nay Thiện sẽ đổ ký hiệu đi sơi. Đó, A bơi rồi bây giờ tới sơi nha. Rồi bây giờ Thiện sẽ vô cái sơi 1 nè. Đó, cái đây là cái sơi 1 gồm có 2 cái đới. Đó, 2 cái đới này là dành riêng cho bắt cho những cái máy phun phân xả lúa bình xăng dứ nha. Đó, bình xăng dứ đới nè, 2 cái đới nè, bình xăng dứ hết nha. Thì cái này là cái sơi 1. Đó, đới đầu còn rất là đẹp, bị dơ thôi. Thì sơi 1 này Thiện sẽ bán 2 cái như vậy là 150.000 nha. Đó, sơi 1 2 cái 150.000. Rồi vô cái sơi 2 nè. À, một cái bình hiệu của Curic, đới của Curic nha. Curic 610 rồi đó, hay là 60. Đó là đều được hết nha, hoặc là Curic 550 cũng được luôn. Đó là bình xăng chứa nó còn nguyên nha bà con. Bình xăng chứa còn nguyên. Đó, bình xăng chứa này nó còn nguyên luôn. Mà Thiện không biết là ở dưới ở trong này nó có xì lỗ một hay không. Đó, Thiện sẽ không biết nha. Đó, cái nắp này có thể Thiện sẽ hỗ trợ cho bà con cái nắp. Đó, vừa cho bà con xài nha. Rồi cái này là Thiện sẽ bán cho bà con là giá bán là nguyên bình đôi giày luôn. Bán cho bà con là 200.000 dành cho Echo Curic nha. Đó là sơi 2 dành cho Echo Curic. Rồi sơi 3 nè. Đó, sơi 3 cái này cũng là của Echo Curic luôn. Đó, Echo Curic này là hình như là cũng hàng 6 luôn, cũng được luôn. Đó, bình đồ cũng còn rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này nó còn mới lắm. Đó, còn mới lắm. Rồi cái này bán cho bà con giá bán 250.000 nha. Đó, còn mới cho Thiện xin 50.000, sơi 3 250.000. Rồi sơi 4 nè. Đó, sơi 4 có mấy cái dàn áo. Đó, dàn áo nè, đây nắp boe của thằng TL nè. Đó. Nắp ốp bo nha. Đó, dàn áo nè, rồi đây Estin nè, 260 nè. Đây của Maru nè. Đó, đây của Curic nè. Rất nhiều nha. Đó. Thì đây của dòng nào đây, Thiện con này Thiện cũng không biết nè. Đây là của dòng TU nè. Đó, như cái giày là sơi 4. Sơi 4 nha. Đó, bán một đống này cho bà con nè, sơi 4 bán cho bà con 50k. Thì bà con thấy cần những cái dàn vô dàn áo thì bà con lấy nha, sơi 4 50k. Đó. Rồi vô sơi 5 luôn nè. Đó, sơi 5 nha. Cũng có mấy cái dàn áo nữa nè.
Áo thì sẽ quay đây mà có con Komatsu này. Ừ, dần áo TG. Đó, còn áo đây áo Shindawa. Đó, khu này nó còn nhiều lắm nha. Đó, khúc này có Nappo E, Umakita. Đó, nhiều lắm, cái này nhiều. Cái này nhiều hơn cái lô nãy nha, có Nappo E nữa nè. Cái này là sơ 5 nha, sơ 5 này bán cho bà con 60k nha. Sơ 5 60k, cái này đóng này nó hơi nhiều nha. Đó. Rồi, vô sơ 6 nè. À, sơ 6 nè. Đó. Mấy có được 6 cái bình xăng. Đó, bình xăng còn nguyên hết nha. Một cái này của thằng Echo Kurit nè. Đó. Thấy không bà con? Còn nguyên hết, còn đây của thằng GX35 nè. Đó, GX35 nha. Rồi, 6 cái như này thì đây là sơ 6 nha. 6 cái này thì sẽ bán cho bà con là 100.000. Đó, 6 cái như này nè, 100.000 nha. Đó, sơ 6 100.000. Rồi, sơ 7 nè. Thì có 5 cây lam. Lam này là lam bánh xe. Lam bánh xe nha. Lam 3 tấc, 5 cây. Lam 3 tấc lam bánh xe nha, xài xích 91 nha. Xài xích 91. Đây là sơ 7 nha. Sơ 7 này thì sẽ bán cho bà con là 300.000 nha. Sơ 7 300.000. Sơ 8 nè. Sơ 8 gồm có 5 cây. Mấy một cũng là lam bánh xe. 4 tấc, cây này 4 tấc, cây này là 4 tấc rưỡi, 5 tấc luôn nè. Cây của Ruby nha, cũng là lam bánh xe, 2 cây. Rất dài, cây này là dài nhất nè. 3 cây, cây này cũng 4 tấc rưỡi nè. 4 tấc rưỡi nè, cây kia 5 tấc. 4 cây nè, 5 cây. Rồi, 5 cây này lam bánh xe nha. Lam bánh xe. Rồi 5 cây này bán cho bà con 350.000 nha. 5 cây 350.000. Sơi 8. 5 sơi 8 nha, 5 cây 350 nha. Rồi sơi 9 nè. Sơi 9 là một cái đới của bình xịt thuốc nè. Đới của bình xịt thuốc nha. Thì có một ông anh ông hỏi cái này mà tao xịt tiện quên cái số điện thoại mẹ mất. Rồi cái này là sơi 9 để bắt vàng xịt thuốc nè. Rồi bán cái này cho bà con 100k nha. Sơi 9 100k. Sơi 10 nè. Sơi 10 là một cái chén xăng nha. Chén xăng này là cho Rubin EI 14 được nè. Rubin EI 14 được nha. EI 14 được nè. Thấy không? Rồi một cái chới như vậy là hai cái nè. Cái này là dành cho 18 được nè. Rubin EI 18 vô chân lọt nè. 19 cái này cũng vô Rubin được luôn nè. Chân ngang nha. Có Nappo E luôn. Rồi cái lô này là lô sơi 10 nha. Sơi 10 này bán cho bà con 3 cái chén xăng như vậy là 300.000. Sơi 10 3 chén xăng 300.000 nha. Rồi vô cái đóng 11 nè. Cu su ơi. Thì có 20 cục cu su. Có mười mấy cục chân hai đầu nè. Thì cu su này trong này nó có 20 cục. 20 cục như vậy nè. Bán cho bà con là 20 cục, bán cho bà con là 120.000. 20 cục 120.000 nha. 20 cục 120.000 là cu su nha, bà con chốt là đọc cu su. Rồi sơi 11 nè. Sơi không, cái đây không có tính. Không có tính. Sơi 11 nè. Cái nãy cu su ai chốt cu su là đọc cu su nha. Đó, còn cái này là sơi 11 nè, gồm có 5 cái chới tàu hàng mấy tàu nha. Đó, chới tàu nha. Đó, 5 cái về bán cho bà con là 120.000. Đó, sơi 11 120.000. Rồi sơi 12 nè, có mới vàng áo nữa nè. Mới vàng áo nha. Sơi 12 có mới vàng áo nè. Áo này của nào mà còn đẹp quá trời, một cái, hai cái nè. Ba cái nè. Bốn cái nè, cu xin đô qua nè. Năm cái nè. Sáu cái cu xin nè. Tổng cộng là 7 cái nha, có cái TG nữa nè. Có cái TG nữa nha, 7 cái như vậy nè. 7 cái dàn áo như vậy cho bà con, còn đẹp nha. Đẹp, còn đẹp thì bán cho bà con là lô này là lô sơi 12. Bán cho bà con là 80.000 nha, sơi 12 80.000. Rồi sơi 13 nè, những hàng những cái dàn áo của bà con cần thiết không nè. Đó. Sơi 13 nè. Còn rất là đẹp luôn nha. Đây chu rít luôn nè. Cũng 7 cái luôn. 7 cái luôn nha. Rồi sơi 14 nè, con bán cho bà. 13. Sơi 13 nha. Đó, 7 cái về con bán cho bà con 80.000 nha. Trong này có một cái maru đẹp ghê. Bán cho bà con 80.000 thôi. Sơi 13 80.000 nha.
Rồi xoay 14 nè. Có mấy cái dàn áo của thằng GX nha, 2535 nè. Đó. Cái này là nó bị mốp một chút xíu chỗ này nè. Đó. Còn cái này thì còn nguyên nè. Còn nguyên nha. Trong này hình như nó có là ba cái 25, hai cái 35 nha. Rồi, lô sơi 14 nha. Rồi bán cho bà con 80.000, sơi 14 80.000 nha. Sơi 14 80.000. Rồi sơi 15 luôn. Đó, sơi 15 cũng gồm 5 cái nữa nè. Đó, trong này như cái lô này chỉ có một cái 35 thôi. Đó, một cái 35 thôi nha. Đó, còn như 25. Như cái này cũng 35 nè. Đó, hai cái 35 nha. Hai cái 35. Ba cái 25. Rồi bán cho bà con 80.000 luôn, sơi 15 80.000 nha. Đó, sơi 15 80.000. Rồi vô sơi 16 nè. Đó, viên đóng ô giật luôn nè. À, ô giật của máy cưa nha. S35 nè. Một cái nè, còn cái này của con Shindawa nè. Đó, Shindawa nha. Cái này cái vỏ không nè, cho nè. Shindawa nữa nè, hai cái Shindawa nè. Ba cái Shindawa mà nó mất ấy hết nha. Rồi cái mấy cái này nó mất rồi nè. Còn cái này là của máy gì nè, không biết nè. Đó, còn đây. Đây giống của hai cái này giống nhau nè. Đó, có được là 4 cái nó còn con chó. 5 cái còn con chó nha. 5 cái còn con chó. Rồi cái lô sơi 16 nha. Đó, sơi 16 5 cái như vậy nè. Đó, 5 cái bán cho bà con là 120.000. Mà cho thêm mấy cái vỏ áo của Shindawa nữa nè. Đó, lô sơi 16 120.000 nha. Rồi vô sơi 17 nè. Đó, một cây K12S về đây nè. Đó, mấy rất là khủng long bảo chú luôn. Khủng long bảo chú luôn nha. Đó, bà con là thấy cái này nó còn cục y sơi nè. Còn y sơi nha, nhìn như chính xăng còn luôn. Y sơi nó nè. Đó. Con này nó phải 10 ký, hơn 10 ký nhôm không. Đó, nhôm không nha. Ừ. Rồi, bán cái cây này cho bà con là bán rẻ luôn cho bà con luôn nha. 200.000 nha. Sơi 17 200.000. Rồi sơi 18 luôn. Đó, một con Curix 704 nè. Nó bị tình trạng chín cứng nha. Bình chứa nó còn nguyên nè. Đó, co đồ này nó còn mất bue. Đó, bán cho bà con này 220.000. Sơi 18 220.000, hất sơi vô đó luôn. Rồi sơi 19 nè. Đó, sơi 19 nha, còn cục lửa nha. Con này của ít tinh gì đây? Đó, ít tinh nha. Đó, máy còn ít tinh 350. Đó, ít tinh 350 nha. Rồi sơi 19 này bán cho bà con 200.000 luôn nha. Đó, giá này chỉ mà rã nhôm cũng đủ nữa. Rồi sơi 20 nè. Thêm cái sơi 20 nữa nè. Cái máy này máy hiệu gì chuyện cũng không biết nữa nè. Ở chuyện coi hiệu gì. Không biết hiệu gì mà cục lửa cục đùa nó còn nè. Đó. Hình dạng nó như vậy nha, mất chiến xăng. Rồi bán cây này cho bà con 150.000 nha, sơi 20 150.000. Rồi sơi 21 luôn. Rồi 5 cái chơi tàu luôn nha. Ở hàng tàu xuất Nhật nè. Rồi 5 cái sơi 21 nha, 120.000. Sơi 21 120.000. Rồi sơi 22 luôn. Một cái ngắt lam của con Hu nè. Hu Na nè. Đó, một ổ giật của con San Gu nè. Đó, nắp ốp nè. Đó, nắp ốp nè. Rồi 22 nè, bán cho bà con 100.000 nha. Đó, sơi 22 100.000. Rồi sơi 23 nè, vô mấy cái dàn áo bốn thì nè. Đó, mấy con dàn áo bốn thì nha. Rubin nè. Rubin 5 cái Rubin nha. Đó, 3 cái Honda nha. Đó, 5 cái này của con Komitsu nè. Đó, 2 cái Honda. Đó, tổng cộng 8 cái nha. Đó, 8 cái dàn áo còn đẹp lắm nha. Rồi 8 cái về là dàn áo đây còn đẹp nè, bán cho bà con 150.000 nha. Đó, 8 cái 150.000. Sơi 23 nha. 150.000. Rồi sơi 24 nè. Có mớ ủ giật nè. Ủ giật này nó còn chó nè. Ủ giật này của thằng Echo nè. Ủ giật này là của thằng Shindawa nè. Shindawa nha. Còn chó rồi luôn. Của Shindawa nè.
vỏ Sinowa, còn cái vỏ Sinowa 345 á nha. Đây, một cái 345 nè, hai cái nè, ba cái 345 nè. Cái này cũng 345 nè nha. Đó. Cái này ổ dục của con gì thì không biết nè. Đó, con Sinowa 345 là bốn cái mà trong đó có hai cái có con chó đồ đầy đủ nha. Đó, còn mấy cái vỏ đó bán cho bà con. Rồi. Cái lô này bán cho bà con ổ dục ổ đồ nè. Rồi bán cho bà con 120 ngàn. Xơi 24 120 ngàn. Rồi, chuyện có mớ cần. Cần rút nha. Đây là cần rút 3 mét nè. Đó, cương cây vậy là thiện sẽ bán cho bà con là 100 ngàn. Bà con nào lấy 5 cây á, thì thiện bao phí vận chuyển nha. Một cây 100 ngàn, cộng phí cước nha. Đó. Rồi, vô xơi 25 nè. Cái này là chỗ cái cốt mà để cái máy cắt đường nè. Đó, máy cắt đường nè nha bà con. Đó, dành cho máy cắt đường. Đó, xơi 25 nè. Đó, bán cho bà con 50 ngàn nha. Xơi 25 50k. Xơi 25 50k. Rồi, xơi 26 nè. Đó, xơi 26. Đó, xơi 26 đây, đây là cái còn cái quạt cũng là dạng máy cắt đường nè. Đó, xơi 26 nha. Rồi, bán xơi 26 này cho bà con luôn. Có còn đồ đồ nè. Giờ có tận dụng lấy gì lấy nha. Bán cho bà con 40k. Xơi 26 40k ghi lên đây nè. Nè. Rồi xơi 27 nè. À, mấy cái ổ giật. Con này ổ giật của G320 nè. Đó. Ở đây của con nào đây? Cũng không biết. Con này cha, G551 luôn. Ừ. G551 luôn nha. Ở đây G máy đây. Đó, gồm 5 cái nha. Đó, 5 cái về bán cho bà con 100 ngàn. Xơi 27 100 ngàn nha. Xơi 27 100 ngàn. Rồi xơi 28 nè. Một cái máy cu rít nha. Giật được nha. À, giật được nè. Đó, giật rất ngon nha. Bình đồ còn nguyên si luôn. Đó, bán cho bà con cây này 250 ngàn nha. Đó, xơi 28 250 ngàn. Rồi 29 nè. Thằng này là Echo 60 gì nè. Đó, lấy nồng cục lửa đồ còn. Đó, cục lửa đồ còn nha. Lấy nồng lấy đồ gì đó lấy nha. Rồi bán cây này cho bà con 100 ngàn nha. Xơi 29 100 ngàn. Đắp vô đây luôn. Rồi xơi 30 nè. Xơi 30 nha. Echo 451 nha. Đó, hình như chiến xăng còn nè. À, chiến xăng mất nha. Ờ, chiến xăng đồ mất rồi. Rồi bán cây này cho bà con 100 ngàn luôn. Xơi 30 100 ngàn nha. Rồi xơi 31 nè. Một đống tay tay mấy đây là tay cầm của cưa nè. Ha, tay cầm của cưa nha. Bên đây chắc cũng nhiều lắm, cả 10 cái lần nha bà con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 cái luôn. 2 nè. 4 nè. 6 nè. 8 nè. 11 cái nha. Đó. Xơi 31 nha, 11 cái tay cầm nha bà con. Đó, 11 cái tay cầm nè, xơi 31 bán cho bà con 120.000 nha. Xơi 31 120.000. Rồi xơi 32 luôn. Đó, Echo 301 luôn. Đó, cục lửa còn. Cục lửa còn nha. Hình như chiến xăng còn luôn. Chiến xăng còn luôn. Cướp dây giật. Đó, rồi bán cây này cho bà con 120.000 nha. Xơi 32 120 ngàn. Rồi xơi 33 luôn. Đó. Mớ tay cầm của cưa và cái lóc. Rồi, bán cái đây cho bà con đó, ít tin gì đây. Đó, vỏ nhựa đồ nha. Đó, mấy cái này. Xơi 33 nha. Rồi bán cái này cho bà con 100 ngàn. Xơi 33 100 ngàn nha. Rồi xơi 34 luôn. Đó. Cây cưa Xtin 20 nè. Ở đây ổ giật của nó nè. Đó, Xtin 20 nha. Ừ, còn ổ giật nó đây. Thấy không? Cục lửa còn. Đó, cục lửa còn nha. Rồi, bán cây này cho bà con Xtin 20 nè. Bán cho bà con cái này 180 ngàn nha. Xơi 34 180 ngàn nha. Rồi xơi 35 luôn. Con này Xtin mấy đây? Ở Xtin bự lắm nha. Ở nó bị sức ra nè. Ở cục lửa rồi chiến xăng còn nè.
cục lửa còn nha, lửa còn nè, ở lửa còn luôn nha. Ít tin đây, ít tin mấy đây đó, bán cái xác này cho bà con nha. Rồi bán cái xác này cho bà con một ít tin này, bán cái xác sơi máy sơi 35, rồi bán cho bà con 100.000 luôn, sơi 35 100.000. Đây của nó, lửa nó đây đó, 100.000. Rồi sơi 36 luôn, một cái echo nha, echo 3351, lửa đồ con đó, hình như chiến xăng còn, chiến xăng còn luôn, chiến xăng đồ còn hết nha. Rồi bán cây này cho bà con, echo này bán cho bà con bán rẻ luôn, 120.000 nha, sơi 36 120.000. Rồi sơi 37 nữa nè, thì cây đây là 351 nè. Đó, 351 nha. Đó, 351 nè. Ủa giật đồ tuột chi, giật hết nha, echo. Rồi, bán cây này 351 này, sơi 37 nè. Rồi bán cho con 120.000 luôn. Sơi 37 120.000. Rồi sơi 38 nè. Đó, một con Curix xịt thuốc đầu tiên một đầu nha. Curix tiên một đầu nè. Bình xăng bình chứa còn nè, tiên một đầu nha. Đó, coi giật được không? Giật được nha. Đó, bao giật được nha, chứng xăng chứng đồ Boe đầy đủ hết luôn cho bà con luôn. Rồi, bán cây này, cái này cho bà con 380.000. Sơi 38 380.000 nha. Rồi sơi 39 luôn. Bromat 3205. Đó, Bromat 3205 nha, đứt dây giật. Tiện thấy là đủ đồ luôn. Đó, không mất cái gì nha. Chứng xăng chứng đồ là còn. À, còn đủ luôn nha. Bro. Rồi bán cái này là cho bà con 300.000. Sơi 39 300.000. Rồi sơi 40 nè. Sơi 40 nha, cùng một con Tanaka 381 nha. 381 con này bao hơi bao lửa cho bà con, đủ đồ. Đó, giờ cứ việc bà con dọn thôi nha. Bán cho bà con cây này 700.000. Sơi 40 700.000. Sơi 41 nè, con rít xài quạt nha, lấy bộ tùng nha. Bình chứa còn nè. Bình chứa còn. Chứa thấy là còn nguyên nè. Quạt nha, giật hơi hám rồi thử cho bà con ơi. Cứng nè, tình trạng dính cứng nha. Rồi bán cây này cho bà con là tình trạng chính cứng, bán cho con 200.000. Sơi 41 200.000 nha. Rồi sơi 42 nè. Đó, đầy đủ đồ, bao nổ luôn, con này bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bao nổ luôn. Riêng con này bán bao nổ cho bà con. Rồi, bán cây này cho bà con 950 nha. Sơi 42 450 nha. Rồi sơi 43 luôn. Thêm con rít nữa nè. Thấy không? Xài và xài quạt nha, còn đới con đồ còn đẹp lắm, giật hơi hám rồi. Hơi hám rất ngon. Rồi bán cho bà con cây này, bán cho bà con là hơi hám ngon nha, xài quạt bình đồ này nọ còn 390.000. Sơi 43 390.000. Rồi sơi 44 luôn. Một con hả? 44 nha, sơi 44 nha, một con Nativo bao hơi bao lửa màu xăng nổ. Rồi bán đầy đủ đồ cho bà con. Đó, giờ cái việc bà con đổ xăng vô là nổ luôn đó nha bà con. Đó, chỉnh sơ nhẹ chỉnh xăng lại thôi. Rồi bán rẻ cây này cho bà con luôn, 550 nha. Sơi 44 550 nha. Rồi sơi 45. Một cái bình lắc. Một cái bình lắc nha. Đó, đầy đủ đồ, bình lắc. Rồi bán cái này cho bà con là 50.000. Sơi 45 50.000. Rồi sơi 46 nè. Đó, một cái G551 nha, Komitsu nè. Đó, nó còn cục lửa nó còn nè. Đó, chứng xăng nó mất trái dên đồ còn nè. Đó, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Bán cây này cho bà con 200.000 nha. Sơi 46 200.000. Rồi sơi 47 luôn. Con này là con gì đây mà 180 nè. Đó, 180 nha. Bộ nòng rất là lớn luôn nha, mất chứng xăng. Rồi bán cho bà con cái cây này 120.000. Sơi 47 120.000. Rồi sơi 48 nè, thêm một cây Bromat nữa nè, mà đứt dây giật nha, cũng đủ đồ. Rồi bán cây này cho bà con 250 nha, đứt dây giật rồi nha. Sơi 48 250 nha. Rồi 49 luôn. 49 là cái máy này máy gì không hiểu, mất chứng xăng luôn. Cục lửa còn. Rồi bán cho bà con 100.000. Sơi 49 100.000.
Rồi xơi 50 luôn. Hai cái đới nha, hai cái đới khung phong. Đó, khung phong khung voi đó. Đó giờ gắn độ cho nó chân nhựa nha. Rồi bán cho bà con 50k. Hai cái 50k. Xơi 50k. Rồi, xơi 51 nha, bao hơi bao lửa nha, màu xăng nổ nha, Honda nha, bao hơi bao lửa hút xạ 60. Đó, hút xạ 60 nha. Đó, đầu ra đầu vô là 60 hết. Bao hơi bao lửa màu xăng đồ nổ hết luôn nha. Rồi bán cây này cho bà con 850 ngàn nha. Ờ bán cho bà con 850 ngàn. Xơi 51 850 nha. Xơi 52. Một con TG nữa nè, xài tim một đầu nha. Đó, giật hơi hám rồi cho bà con đây. Hơi hám đồ ngon nha. Cái đây nó bị nghẹt bô đây nè, giờ thông bô nha. Đó, rồi bán cái này cho bà con 480 ngàn nha. Xơi 52 480 ngàn. Rồi xơi 53 luôn. Xơi 53 luôn, một cái sát cương nữa nè. Mất chiếc xăng, còn lửa, còn cục lửa nha. Rồi bán cho con 100k luôn. Xơi 53 100k luôn. Rồi xơi 54 luôn, tim cô đích tim một đầu nữa nè. Bình bị bở nha. Đó, giật hơi hám cho bà con đây. Đó, hơi hám rất ngon nha. Bình bị bởi, bán cho bà con là 320 ngàn nha. Xơi 45 54. Nè, xơi 54 320 ngàn. Xơi 55. Đó, một cây quơ gì đây, S18 gì đây, mất chiến xăng nữa. Mất chiến xăng, giờ lấy nòng bích tông. Cục lửa còn. Đó, cục lửa đồ còn nha. Giật, giật được không? Cứng luôn. Đó, giật được mà cứng luôn nha, đầy đủ. Nắp đồ này nọ nè. Rồi bán cho bà con 120 ngàn. Sơ 55 120 ngàn. Rồi sơ 56 luôn. Chiến xăng đồ còn luôn nè. Echo. Đó, chiến xăng đồ còn hết nha. Echo 452. Rồi gãy tay cầm nha. Đó, rồi bán cho bà con 120 ngàn. Sơ 56 120 ngàn. Rồi sơ 57 nha. Đó, sơ 57 nè. Một cái vỏ nha. Đó, cái vỏ của vỏ bình xạ lúa nha. Đó, xạ lúa nè. Đó, vỏ nhựa nha. Con dòng này hình như là của thằng Isaki nè. Dòng này của Isaki đó. Rồi bán cho bà con 30k nha. Xơi 57 30k. Xơi 58 nè, một con Curix bình xăng chứa đồ còn đẹp ghê không? Tim một đầu nè. Phải không? Tim một đầu. Giật, ối giật cho lật nè, giật coi. Hơi hám đồ ngon nè, phải không? Còn rất là ngon luôn nha. Bán cái cây này cho bà con 390 ngàn nha. Xơi 58 390 ngàn. Xơi 60 nè. Đó, một bơm nước nha, cu Shindawa. Bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Riêng con này bán bao nổ đủ đồ hết nè. Đó, bình xăng ngay chỗ này nó răng răng chút xíu ha. Đó, bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bán cho bà con cây này giờ bà con quậy xin nhẹ chứng xăng lại thôi. Nhưng mà nó đã nổ rồi. Quậy, nếu mà khó nổ thì ngày mai thì sẽ cho thợ quậy xin nhẹ lại cho. Bao nổ cho bà con. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi. Bán cho bà con 800 ngàn. Xơi 59 800 ngàn bao nổ. Rồi xơi 60 luôn. Một con Tanaka luôn. Cũng bao nổ luôn cho bà con luôn. Bơm nước mini mà. Đó, bao nổ luôn. Rồi bán cho bà con cây này. Cho bà con 780 ngàn. 780 ngàn bao nổ luôn. Rồi xơi 61 nè. Hai cái quạt Curix của hàng 6 nè. Đó, Curix hàng 6 nha. 621 nha. Hai cái. Còn quạt nhựa đồ còn luôn. Đó, còn quạt nhựa đồ còn đầy đủ hết nè nha bà con. Đó, hai cái dàn áo nha. Rồi bán hai cái này cho bà con 250 ngàn. Xơi 61 250 ngàn nha. Vô luôn. Rồi xơi 62 nè. Rồi một cái xác máy gì đây. Đó, máy cắt đường nè. Đồng bích tông đồ còn hết nè. Đó. Hình như chén xăng đồ còn luôn. Rồi bán cái này cho bà con 120 ngàn. Xơi 62 120 ngàn. Rồi xơi 63 luôn, cây ít tinh nữa nè. Đó, ít tinh nữa nha. Đó, ít tinh nè. Bán cái xác thôi nha. Đó, nó mất cục lửa luôn. Đó, lấy gì lấy nha. Rồi bán cho bà con 100 ngàn. Xơi 63 100 ngàn. Rồi vô cái đóng tay cầm xơi 64 nè. Một cái nè, hai cái nè, ba nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cũng 11, 11 nha. Rồi 120 ngàn nha. 64 120 ngàn. Rồi 65 luôn.
một cây cưa nữa nè, còn lửa nha, ít tinh này, ít tinh 041 nè, còn lửa, rồi như còn trứng xăng luôn, còn trứng xăng đồ luôn nha. Rồi bán cho con này còn trứng xăng đồ đầy đủ luôn, mất nắp ốp hơn. Rồi bán cho con 150 nha, sơi 65 150 nha. Rồi sơi 66 nè. Đó, cái đây là vàng sới để bắt vô mấy hai thì nè. Đó, giờ sới đất á, đó. Rồi bán cái này cho bà con, bán rẻ luôn cho bà con luôn, 300 ngàn. Đó, sơi 66 300 ngàn. Rồi sơi 67 luôn. Đó, sơi 67 gồm có 3 cái nè. Đó, bà con là cần có những cái này lấy luôn. Đó, sơi 67 nha. 3 cái như vậy nè. Rồi bán với 3 cái như vậy cho bà con 100 ngàn. Sơi 67 100 ngàn. Rồi sơi 68 luôn. Lửa còn luôn. Ít tinh nữa nè. Đó, ít tinh nha. Ít tinh này, ít tinh mấy đây. Đó, còn cục lửa nha. Chiến xăng còn luôn. Đó, chiến xăng đồ còn luôn. Đây. À, bánh trớn cục lửa đồ còn hết nè nha. Rồi bán cái này cho bà con 120 ngàn. Sơi 68 120 ngàn. Rồi sơi 69 nè. Thêm cây ít tinh nữa nè. Con này mà con này mất chiến xăng đồ rồi. Bột lửa thì không thấy. Lửa không thấy nha. Rồi bán cho bà con cái xác như vậy nè, cho bà con 100 ngàn nha. Sôi 69 100 ngàn. Rồi ngày hôm nay Thiện lên lô không cho bà con đó. Thì Thiện cũng còn bơm nước nè. Đó bà con nào quan tâm tới bơm nước Bình Phung. Đó Bình Phung mình đồ thì cứ alo cho Thiện rồi kết bạn Zalo, Thiện quay Thiện test máy cho bà con chốt nha. Tại ngày hôm nay Thiện lên lô thôi. Đó cho bà con đợi ngày mốt này đổ cát cỏ đổ đồ đó Thiện sẽ đang phun vôi xả lũ đồ cho bà con lựa chọn luôn nha. Máy móc đồ bơm nước bơm đồ là còn rất là nhiều. Ở Bình Phun đồ là còn rất là nhiều luôn nha. Để chuẩn bị phục vụ cho bà con. Thì hai ngày nữa là Thiện cũng giờ được tầm là 50 cây cắt cỏ nha. 50 cây cắt cỏ và được một ít số cưa G từ 36 365 G400. Đấy cũng được một ít cưa nữa nha. Và được mớ cắt cỏ và mớ Bình Phun. Để chuẩn bị cho bà con phục vụ cho bà con nha. Thì bà con là cần những mặt hàng nào thì bà con cứ bình luận dưới kênh của Thiện rồi để Thiện lùng những mặt hàng đó hay là bộ tùng gì đó. Thì bây giờ đóng phí liệu thì Thiện cũng bán rất nhiều, cũng cảm ơn những bà con đã ủng hộ những anh lái là lấy những đồ rất là nhiều. Thì Thiện cũng những bà con là cần những cái số lượng đồ phụ tùng nhiều thì muốn cân ký thì cân ký luôn cho bà con luôn nha. Đó, vì vậy cho nên bà con nào muốn cần mặt hàng nào thì bà con hãy bình luận ở dưới kênh của Thiện, Thiện mới biết được nha. Rồi khi Thiện trả thả trái tim là Thiện đã biết là khách đã hỏi những cái mặt hàng đó, Thiện sẽ đi lùng những mặt hàng đó cho bà con. Rồi Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha.